Huy mới khóc. Nước mắt này có thể kiếm ra được tiền. Và nước mắt này có thể cho đi được những tiêu cực đi ra ngoài, để tôi có thể sống được vui hơn lúc nào hay lúc đó. Nhưng mà thiệt ra Huy khóc đó là vì á, có những cái người bạn hơn một tháng rồi mà nói chung là Huy cũng có chưa tâm sự được hết. Những cái người bạn cũ Huy, Huy nghĩ là họ sẽ xa lánh Huy và sẽ bỏ đi, nhưng mà họ đã vẫn bên cạnh và động viên Huy, cho nên là Huy có Huy. Vì tuổi thân phải đem cái clip này nó mắc cười lên, chứ đừng có để cho người ta buồn rồi người ta chụp với mình. Đẹp quá trời ơi, nhìn giống như Phạm Băng Băng vậy thế. Wow, nhìn tôi đẹp giống như Phạm Băng Băng, cớ sao tôi lại buồn đúng không? Tôi vừa khóc ra được như thế này đã giải quyết được những cái nỗi buồn. Tôi cảm ơn những cái người bạn mà tôi nghĩ là những cái người bạn ngày xưa yêu thương tôi mà tôi cũng chưa có quay, nhưng mà họ đã ủng hộ tinh thần của tôi. Nhiều lúc tôi là một mình ở nhà như thế này, tôi không biết phải làm sao, tôi sợ hãi nhiều điều. Ngày mai sẽ như thế nào? Nhưng họ đã cho tôi được những cái món ăn tinh thần. Mệt quá, khóc không nổi luôn á mọi người. Có nghĩa là hơi mệt lắm luôn á. Mà hôm nay là khóc được là cũng mừng. Có nghĩa là đấy giờ mệt, đi coi nghe coi ơ rồi mệt. Xong rồi bệnh nữa mà họ đi bệnh viện mà bác sĩ hôm nay nghỉ. Thôi chào tạm biệt mọi người tại đây nha. Clip này rất là tích cực, tại vì Huy chỉ muốn nói là lời cảm ơn là trong một cái lúc nằm ở trên giường nói chuyện với những người bạn, vì sợ quá những cái người bạn ngày xưa mà không có xuất hiện trên YouTube á, nhưng mà họ vẫn bên cạnh Huy, dù biết Huy là bây giờ là không có được như cái người bình thường, nhưng mà họ động viên và họ nói là gặp tôi đi, tôi hay là người ta sẽ giúp, tìm cách giúp tôi này nọ, giúp về tinh thần. Chứ thiệt ra là còn cái chuyện mà nhìn đúng cái sự thật là không có giúp được đâu. Nói chung là Huy chỉ giúp tinh thần, mà tinh thần cũng quan trọng lắm. Nói chung tinh thần rất là quan trọng. Muốn mua cái đèn pin để quay cho mọi người coi ghê á. Ở bên đây bán cái đèn pin Tohu gì á, thấy họ đèn sáng trưng luôn, mà nó bán mắc lắm, nhưng mà nó điều nó lâu với là tiền,
để hơi coi thử, bữa nay hơi mua, bữa nay hơi có tiền hơi mua cái đen đó, dọn nhà dọn ơ xong rồi. Hơi hồi nãy hơi đọc trên trên mạng các bạn ghi chứ, thứ tôi sợ nhất là lòng người và khi tôi không có tiền, là cũng đúng, tôi thấy cũng đúng, nhưng mà lòng người sợ, nhưng mà trong cái hôm nay thì cái lòng người mà Huy được nhận là Huy thấy trân quý, nhưng mà cũng cũng có những cái chuyện người ta nói cũng đúng, nhưng mà hôm nay là cái chuyện đó là Huy cảm ơn cái lòng người, cái lòng người bạn của Huy để cho Huy cái sức mạnh tinh thần trong một cái lúc nằm không biết phải làm sao, và trong lúc cơ thể nó quá mệt mỏi và sợ hãi, nhưng mà Huy cảm ơn những cái người bạn vẫn muốn gặp Huy và yêu thương Huy không điều kiện. Chào tạm biệt cả nhà.